Chào anh ạ, câu hỏi đầu tiên của em là tại sao lại có phân biệt chủng tộc? Nếu mà nói về khái niệm kỳ thị chủng tộc, nhìn ngược lại lịch sử một chút, thì chúng ta thấy là mỗi cái cộng đồng người, mỗi tộc người thì đều có cho mình một cái truyền thuyết hay một cái những giải thích về sự hình thành của loài người và của cái tộc người của mình. Ví dụ như là Việt Nam thì chúng ta có cái thuyết là Long Quân và Âu Cơ, cha rồng mẹ tiên, xong đẻ ra trăm trứng, 50 người con xuống biển, 50 con lên non. Hay là chúng ta nhìn sang các nước châu Âu thì họ tin theo niềm tin của đạo Thiên Chúa. Thì như trong episode trước thì chúng ta cũng có kể câu chuyện là Đức Chúa đã sáng tạo ra thế giới trong vòng 7 ngày, và ở ngày thứ 6 thì Chúa đã nặn ra loài người. Trong đó thì người đàn ông đầu tiên là Adam, sau đó từ người đàn ông đầu tiên thì Chúa tạo ra người phụ nữ đầu tiên là Eva. Hay như là chúng ta nhìn sang Trung Quốc, người Trung Quốc thì luôn luôn coi họ là trung tâm của thế giới, và tất cả những cái người xung quanh thì họ gọi là tứ di, bao gồm Đông Di, Tây Nhung, Nam Man và Bắc Địch. Thì trong những cái chữ man di mọi rợ đấy đều có những cái bộ, ví dụ như là bộ khuyển là chỉ con chó. Khi mà gọi tên những cái tứ di đó, gần như là họ coi đấy là những cái bộ lạc mà nó có sự pha lẫn giữa con người và động vật. Thì có một cái xu hướng trong tất cả những cái truyền thuyết hay là tất cả những cái câu chuyện của các dân tộc là họ đều coi dân tộc mình là sự lựa chọn của thánh thần hay là sự lựa chọn của trời đất. Khi mà tạo ra con người, họ chính là trung tâm, họ chính là những cái giống nòi ưu việt nhất so với tất cả những cái dân tộc khác, hay so với tất cả các loài động vật, thực vật ở trên trái đất, thì họ đều tập trung hết cả những cái tinh hoa vào tộc người của mình. Và vì thế thì lẽ tự nhiên là bởi vì tôi là người tinh hoa nhất, được thần thánh Chúa Trời trực tiếp tạo ra, cho nên tôi có một cái quyền, tôi có một cái sự ưu việt so với những tộc người khác. Vâng, như vậy là có rất là nhiều cộng đồng có xu hướng cho mình là trung tâm, đồng thời dehumanize người khác, tức là hạ thấp họ xuống cái mức không phải là con người nữa. Và cái động tác giáng cấp này nó có một cái tác dụng đáng kể, đấy là nó khiến cho việc chủng tộc thượng đẳng đối xử tàn tệ với những kẻ thấp kém hơn trở nên rất là bình thường. Họ có thể đánh đập, thậm chí là cướp, hiếp, giết, bởi vì nó chẳng khác gì đánh đập chó mèo trâu ngựa. Vậy thì cái trường hợp người da đen bị kỳ thị nó có tương tự hay không? Liệu họ cũng có bị dehumanize bởi một cái myth nào đó tương tự như cái định nghĩa tứ di của Trung Quốc hay không? Một cái hình tượng rất là quan trọng ở trong Thiên Chúa giáo chính là hình ảnh của Đức Chúa Giêsu. Trong Kinh Thánh viết rằng con người được tạo ra dưới hình hài của Chúa Giêsu. Bản chất ngay từ cái hình hài của Chúa Giêsu đã có những cái sự biến đổi. Người ta tin rằng là khi mà Thiên Chúa mới được thành lập vào những cái năm đầu công nguyên, thì ở thời đó những cái người Do Thái ở vùng Jerusalem họ thờ hình ảnh Đức Chúa giống như một người Trung Đông bình thường, da nâu, olive color, màu da như là màu dầu ô liu, tóc ngắn và xoăn. Nhưng mà sau đó thì khi mà trung tâm của Thiên Chúa giáo chuyển sang châu Âu dưới tạo hình của các nghệ sĩ châu Âu, thì dần dần Đức Chúa ngày càng mang nhiều hơn cái dáng vẻ của người châu Âu, mang cái vẻ đẹp của người châu Âu, đó là khuôn mặt thanh tú, nước da trắng hồng, tóc dài. Thì bản thân cái logic của những người da trắng ở đây là bởi vì con người được tạo ra dưới hình hài của Chúa, và cũng chính Chúa mang cái hình hài của con người. Thiên Chúa giáo thì phổ biến ở châu Âu, phổ biến đối với người da trắng, cho nên ắt hẳn Chúa cũng phải là người da trắng. Thì khi mà mang cái logic đấy đến với những cái dân tộc khác, với những cái giống nòi khác, với người da đen hay người da vàng, thì nó có một cái sự khập khiễng. Nếu mà Chúa là người da trắng và con người được tạo ra dưới hình hài của Chúa, thì người da đen thì sao? Người da vàng thì sao? Liệu họ có phải là sự sáng tạo của Đức Chúa Trời hay không? Nếu hiểu theo logic của người da trắng thì rõ ràng là Đức Chúa Trời đã ưu tiên người da trắng, tạo hình người da trắng giống hệt Chúa Trời. Còn người da đen hay người da vàng thì có lẽ là không được ưu tiên bằng. Cái lập luận đó, nó chính là nguồn gốc để dẫn đến rất là nhiều những sự phân biệt chủng tộc. Nhấn mạnh thêm một cái ý nữa là trước thế kỷ 20 ấy, thì thực ra loài người chưa có những cái phương pháp khoa học để có thể giải thích sự khác nhau về kiểu hình, về vẻ bề ngoài giữa những cái tộc người khác nhau. Đến bây giờ thì chúng ta biết là cái kiểu hình, cái hình dạng thì là do gen di truyền quyết định. Thế nhưng mà trước đây, trước khi mà khoa học tìm ra và có thể giải mã được cái bộ gen người á, thì hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng cái vẻ bề ngoài là do bộ não, do cái tinh thần ở bên trong quyết định. Ví dụ như anh là người xấu thì cái bề ngoài của anh có thể là sẽ trông nó xấu xí, còn anh là người tốt thì bề ngoài sẽ trông sáng sủa, đẹp đẽ. Vì thế cho nên là khi mà người ta thấy có những tộc người vẻ bề ngoài người ta khác mình,
thì lập tức người ta nghĩ rằng à, có thể là bên trong họ cũng không được thông minh lắm, hay là bên trong họ là người xấu xa, độc ác. Cái cách mà người châu Âu kỳ thị người châu Phi, hay là ví dụ là người Trung Quốc kỳ thị người châu Âu khi mà người châu Âu mới sang, người ta gọi là hồng mao, tức là râu đỏ, lông đỏ. Đây là cái xu hướng chung của tất cả các tộc người khi gặp phải những tộc người rất là khác với mình. Một cái ý nữa, cái sự phân biệt chủng tộc nó có một cái luận cứ đến từ việc phân tích cái nguồn gốc của loài người. Thì một trong những cái lý thuyết mà người ta gọi là scientific racism, tức là kỳ thị chủng tộc dựa trên khoa học, là khi người ta nhìn người da đen dưới cái góc nhìn của thuyết tiến hóa, tức là người ta đặt giả thuyết rằng người da đen tiến hóa thành người da trắng, do đó thì người da đen sẽ là giống loài thấp cấp hơn. À đúng rồi, nói đến scientific racism thì cha đẻ của bộ môn này là bác sĩ Samuel Morton, người có rất nhiều ảnh hưởng ở miền Nam nước Mỹ vào đầu thế kỷ 19. Ông này thì ông ấy đi thu thập ngẫu nhiên mấy cái sọ người về, xong rồi lấy hạt nhét đầy hộp sọ. Mà lúc đầu ông còn dùng hạt tiêu cơ, sau này thì mới thay bằng cái lead shot, là cái hạt bằng chì. Mục đích là để đo thể tích các cái hộp sọ và chứng minh là người da trắng thì thông minh nhất. Tiếp theo là đến người Đông Á, có vẻ tinh khôn, dạy dỗ được. Thấp hơn nữa là người Đông Nam Á và Indian American, tức là người Anh điêng, Mỹ bản địa. Và cuối cùng hạ đẳng nhất thì là người da đen. Đấy, thế thì dù phương pháp của ông này đầy dậy vấn đề từ cái chuyện là ông ý chọn hộp sọ nó random chứ nó không hề tiêu biểu cho một cộng đồng cụ thể, cho tới cái việc là bảo là thể tích hộp sọ đo bằng cái lượng hạt chì thì thể hiện cái sự thông minh. Nếu mà thời này ta sẽ thấy nó quá vớ vẩn. Nhưng mà thời đó ấy, thì tạp chí khoa học Charleston Medical Journal ở South Carolina đã ca ngợi ông ý hết lời vì cái công là đặt người da đen vào đúng vị trí thực sự của họ như một chủng tộc hạ đẳng. Và cái bộ sưu tập hộp sọ này đến bây giờ vẫn còn được trưng bày ở bảo tàng Penn ở Mỹ. Thế thì sau đó ta mới có Darwin đưa ra thuyết tiến hóa, rồi thì tìm ra DNA và giải mã được bộ gen người với cái dự án Human Genome Project kéo dài suốt 13 năm từ 1990 đến 2003. Chúng ta mới từng bước hiểu đúng hơn về bản chất con người và các cộng đồng khác nhau trong loài người. Thực ra thì ban đầu khi mà Darwin đưa ra thuyết tiến hóa ấy, thì nó đi ngược lại cái giáo lý khi đó của Đạo Thiên Chúa. Đó là gì? Đạo Thiên Chúa họ coi con người được chính Chúa tạo ra, cho nên con người hẳn là một cái loài rất là quan trọng, khác biệt so với tất cả những cái loài khác. Nhưng mà cái lý thuyết của Darwin thì có thể coi con người chỉ là một loài động vật khác thôi, just another animal thôi. Nó làm cho cái giáo lý của Thiên Chúa nó bị mất thiêng. Có những cái tranh cãi gay gắt giữa Đạo Thiên Chúa và những người theo trường phái Darwin về cái lý thuyết đó. Tuy nhiên sau một thời gian với những cái bằng chứng khoa học của thuyết tiến hóa, Đạo Thiên Chúa họ cũng chấp nhận cái lý thuyết đó. Tuy nhiên là họ tìm cách tích hợp cái niềm tin của họ vào thuyết tiến hóa. Ví dụ như là họ cho rằng các loài động vật không thể tự nhiên mà tiến hóa thành cái loài thông minh xuất chúng như con người được. Chúa tuy rằng không phải trực tiếp tạo ra loài người, nhưng mà Chúa đã tạo ra những cái luật lệ của tự nhiên. Chúa đã gián tiếp tác động vào cái sự tiến hóa của tự nhiên để sinh ra được loài người. Họ đưa ra những cái ví dụ như là loài người có thể xuất phát từ loài khỉ, nhưng mà não của người nó có cấu trúc rất là khác so với não của loài khỉ. Thì có thể là Chúa đã tác động để cái bộ não nó tiến hóa được thành cái bộ não phức tạp như của loài người. Vậy là tương tự một lần nữa, họ lại làm cái động tác là co-opting science, tức là đưa khoa học vào để củng cố cái góc nhìn tôn giáo, như lần trước mình có nói về sự hình thành thế giới đúng không ạ? Thuyết tiến hóa của Darwin cũng bị sử dụng như vậy, và phải mãi đến sau này thì khi có thêm nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, có thêm tri thức mới về việc phân tích di truyền thì cái suy nghĩ này nó mới dần dần bị loại bỏ. Tuy nhiên, cũng phải nói là không phải chỉ do những cái sai lầm ban đầu trong khoa học hay là do truyền thuyết tôn giáo, lịch sử kỳ thị chủng tộc ở Mỹ nó sẽ còn rất là nhiều vấn đề khác nữa, đặc biệt là ở chế độ nô lệ đúng không anh? Cái tình hình phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ, để hiểu được chúng ta phải nhìn lại toàn bộ cái quá trình lịch sử hơn 400 năm từ khi người châu Âu bắt đầu sang Bắc Mỹ lập thuộc địa. Thì cái lịch sử của Hoa Kỳ bắt đầu sau khi Colombo tìm ra châu Mỹ, thì ở thời điểm đó Bắc Mỹ vẫn là những cái vùng đất vô cùng hoang vắng. Có những người Anh điêng họ sinh sống ở đó, nhưng hầu như là họ chỉ tập trung ở quanh cái dòng sông lớn như Mississippi thôi, và số lượng của họ cũng tương đối là ít. Còn hầu hết đất đai Mỹ lúc đó thì đều là những khu rừng hoang dã hoặc là những cái vùng đất hoang hóa. Thời điểm đó các nước châu Âu, ban đầu là Hà Lan, Anh, Pháp, bắt đầu gửi những cái đoàn người sang khám phá và ở lại xây dựng những cái thuộc địa. Ban đầu số lượng rất là ít, chỉ có vài ngàn,
sau đấy số lượng tăng dần. Ở châu Âu khi đó thì việc làm, đời sống cũng không thực sự là dễ dàng. Khi mà sang đến cái vùng thuộc địa mới thì đất đai màu mỡ này, không phải cạnh tranh với bất cứ ai này, diện tích thì rất là rộng, có thể khai hoang, khí hậu thì cũng hài hòa, cho nên cuộc sống tương đối dễ hơn. Những cái thuộc địa ở châu Mỹ này đã thu hút rất là nhiều người nông dân nghèo hoặc bị vỡ nợ, hoặc là những người đang ở trong những cái mâu thuẫn về tôn giáo, thì họ rời bỏ châu Âu để chuyển sang đây. Tuy nhiên là sau khoảng 100 năm, đất đai khai hoang ngày càng rộng ra, thì sẽ có một cái nhu cầu là cần thêm người, cần thêm sức lao động để tiếp tục khai hoang nữa. Nhưng mà để duy trì được cái số lượng đồn điền như vậy, thì cái nguồn cung lao động từ châu Âu không còn đủ. Và nếu mà họ phải luôn luôn phải duy trì lao động châu Âu để cho những cái canh tác đó, thì chi phí nó cũng cao, không đảm bảo lợi nhuận. Do vậy thì họ bắt đầu mua nô lệ từ châu Phi sang. Thời điểm này là thời điểm cái mâu thuẫn giữa sắc dân da trắng và sắc dân da đen bắt đầu. Dân da trắng là những người chủ, người sở hữu đất đai. Còn dân da đen thì ở thời điểm đó thì hầu hết các gia ở châu Phi vẫn còn đang ở chế độ bộ lạc, ở cái trình độ phát triển kém hơn, và họ bị châu Âu xâm lược, bắt đi rất là nhiều người. Ngoài ra thì bản thân các bộ lạc ở châu Phi họ cũng có cái chính sách là bắt người của bộ lạc khác để bán làm nô lệ, hoặc là dùng bắt chính người của bộ lạc mình bán đi để lấy vàng. Thì nó tạo ra một cái nguồn cung hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu nô lệ. Và những cái nô lệ này họ bị bắt, họ bị tù đầy và họ bị đưa lên thuyền, chuyển sang những cái vùng đất mới ở châu Mỹ, bị bắt làm nô lệ suốt đời. Thì các nhà lịch sử hiện giờ đang ước tính rằng có khoảng tầm 12 đến 13 triệu người châu Phi đã bị bán từ châu Phi sang châu Mỹ trong suốt khoảng 400 năm. Và trong số đó thì có 1 đến 2 triệu người đã chết trên cái hành trình di chuyển từ châu Phi sang. Rất là nhiều triệu người khác thì chết bởi vì bệnh tật, chết vì làm việc quá sức, hoặc là chết vì bạo lực của chủ nô. Mâu thuẫn giữa người da đen và người da trắng ở Mỹ nó bắt đầu từ rất lâu như vậy. Em nhớ là năm ngoái em có đọc một quyển sách tên là Homegoing của Yaa Gyasi, là một nhà văn trẻ người Mỹ gốc Ghana, viết về số phận của hai chị em ở một cái làng tên là Asante ở Tây Phi. Thì trong hai người này, một người bị bố bán đi để làm vợ một nhà buôn nô lệ da trắng, người còn lại thì chịu số phận nô lệ bị cưỡng hiếp trên thuyền vượt Đại Tây Dương đến Mỹ, rồi thì phải làm việc ở những cái đồn điền trồng bông mà nếu nô lệ da đen được nghỉ 5 phút sau mỗi 3 giờ làm việc quần quật ngoài đồng thì có nghĩa là họ đang có một chủ nô tốt. Đấy, thế thì cứ thế tiếp diễn là cuộc đời của con cái cháu chắt họ trong suốt 7 thế hệ sau. Mỗi một thế hệ trôi qua thì lại là một lần con người thấy cuộc đời mình nó rất là nhỏ bé, bất lực trước lịch sử. Và cái tình yêu giữa những con người này thì nó cũng hằn đầy những cái vết sẹo bị chủ nô đánh, không đầy máu đầy nước mắt. Thì cái cảm hứng viết của quyển sách này đến từ chuyến đi đầu tiên trở lại Ghana của Gyasi, khi mà bạn ấy đến thăm lâu đài Cape Coast Castle và bàng hoàng trước cái sự đối nghịch giữa cái xa hoa của cuộc sống thực dân ở bên trên với cái hầm ngục dành cho nô lệ ở ngay phía dưới. Thì đấy là cái nơi mà ánh sáng mặt trời nó hoàn toàn không lọt vào được, bóng tối là ngày và cũng là đêm. Và đã có những lúc mà có quá nhiều người nằm trong cái hầm ngục này đến mức mà họ đều phải nằm sấp, kiểu cứ thế mà chất đống lên nhau. Đấy, thì đây là một cái tác phẩm văn học khá là dễ đọc để tìm hiểu thêm về cái Atlantic Slave Trade cũng như là bối cảnh của châu Phi lúc bấy giờ. Thì cái Atlantic Slave Trade đó nó tạo thành một cái gọi là tam giác thương mại. Thì đầu tiên là việc người châu Âu chuyển hàng hóa vũ khí sang bán cho người châu Phi. Sau đó chính những cái tàu hàng đó họ chất lên những cái người nô lệ chuyển sang châu Mỹ. Xong rồi đến châu Mỹ thì các tàu hàng lại tiếp tục mua những cái nguyên liệu thô như là bông, đường, thuốc lá rồi để chuyển lại sang châu Âu. Thì đây nó thành một cái tam giác thương mại. Còn cụ thể về cái số phận của những người nô lệ da đen, thường là họ bị bán vào các đồn điền ở miền Nam nước Mỹ. Thì ở trong những cái đồn điền này, nô lệ nghĩa là gì? Nô lệ họ trở thành sở hữu của các chủ nô, của những người chủ đồn điền da trắng. Thì họ bị coi không khác gì loài vật. Chủ nô có thể bắt nô lệ làm bất cứ việc gì họ muốn. Như nô lệ nữ mà sinh ra con cái, thì con cái của người nô lệ đó cũng thành sở hữu của người chủ nô đó. Giống như là bạn sở hữu con bò, thì khi con bò đó đẻ ra con bê, thì bạn sở hữu luôn con bê. Những người nô lệ này họ sẽ phải làm việc quanh năm suốt tháng với cái số giờ lao động rất là dày đặc, và nếu mà họ không đảm bảo được cái khối lượng công việc thì họ sẽ bị đánh đập. Họ sẽ chỉ được nuôi ăn mà không được nhận lương, không được sở hữu tài sản, cũng như không có bất cứ một cái quyền học tập hay là chăm sóc y tế nào như những người bình thường.
Như vậy thì cái chế độ nô lệ này nó đã được hủy bỏ như thế nào anh? Chế độ nô lệ ở Mỹ thì duy trì trong vòng hơn 300 năm. Thì như các bạn biết là khi mà người châu Âu sang châu Mỹ để lập đồn điền, thì những cái vùng mà họ định cư thì được coi là đất đai của nước mẹ ở châu Âu. Anh Quốc là cái quốc gia có nhiều thuộc địa, nhiều đồn điền ở Bắc Mỹ nhất. Đến năm 1776 thì các thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ họ liên kết với nhau chống lại ách thống trị của mẫu quốc Anh. Họ thắng lợi sinh ra đất nước Hoa Kỳ. Trong cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ thì họ cũng nói là mọi con người sinh ra có quyền bình đẳng. Nhưng mà cái quyền bình đẳng này, con người này thì họ chỉ coi đấy là dành cho người da trắng, chứ nó không dành cho người da màu, người nô lệ châu Phi. Bản thân ông Washington là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ thì cũng là một người chủ đô. Phải cho đến gần 100 năm sau, khi đó thì nước Mỹ đã phát triển hơn rất là nhiều, gần như là chia thành hai khu vực lớn, là các bang miền Bắc thì thiên về sản xuất công nghiệp và thương mại, các bang miền Nam thì thiên về nông nghiệp. Thì trong đó các bang miền Nam là những bang thâm dụng lao động nô lệ, tức là họ có rất là nhiều đồn điền trồng bông, trồng ngô, trồng mía, thì họ cần rất nhiều sức lao động miễn phí từ người da đen. Trong khi miền Bắc thì họ cần ít hơn, bởi vì cái xã hội của họ là xã hội công nghiệp. Họ không cần phải có nô lệ mà họ cần cái người có trình độ lao động cao hơn. Đến khoảng năm 1860 thì các bang ở miền Bắc Mỹ ngày càng có ưu thế khi mà dân số họ tăng nhanh hơn miền Nam, họ có nhiều phiếu ở Hạ viện hơn và họ ngày càng đe dọa là sẽ hủy bỏ chế độ nô lệ thông qua nghị viện. Thì các bang miền Nam quyết định ly khai, dẫn đến một cuộc nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ, khiến khoảng 600 đến 700 nghìn người chết. Sau cái cuộc chiến này thì miền Bắc chiến thắng và miền Nam buộc phải hủy bỏ chế độ nô lệ. Thì cái nguyên nhân cuộc chiến nó đến từ nhiều lý do, trong đấy cái lý do chính nhất là các bang miền Bắc có nền công nghiệp thương mại phát triển hơn, thì họ muốn giải phóng cái lực lượng nô lệ để tăng cường thêm cái sức lao động cho xã hội và tăng thêm cái sức mua. Trong khi đấy các bang miền Nam thì thiên về sản xuất nông nghiệp và họ cần nguồn lao động giá rẻ, thậm chí là miễn phí của chế độ nô lệ. Ngoài ra thì miền Bắc và miền Nam thì ngay từ khi thành lập Mỹ thì cũng đã luôn là có những cái mâu thuẫn. Ví dụ như miền Bắc thì muốn có cái sự tập quyền hơn cho chính quyền trung ương, trong khi miền Nam thì muốn sự tự chủ cao hơn, hay là miền Bắc thì muốn bảo hộ thương mại bởi vì họ sản xuất ra hàng hóa và họ muốn cái mức thuế cao để chống lại cái cạnh tranh từ hàng hóa từ châu Âu, trong khi miền Nam thì muốn cái thương mại tự do để có thể xuất khẩu được nhiều hàng hơn sang châu Âu. Thì tất cả những cái yếu tố đó dẫn đến cái cuộc nội chiến. Tuy nhiên là sau khi nội chiến kết thúc thì cái kỳ thị chủng tộc nó vẫn tiếp diễn, nhất là ở miền Nam. Tuy là cái chế độ nô lệ bị bãi bỏ, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều rào cản khiến cho người da đen họ không được hưởng đầy đủ quyền lợi như là người da trắng. Sau khi chế độ nô lệ kết thúc thì người da đen vẫn bị kỳ thị. Vậy cụ thể sự kỳ thị này nó được biểu hiện như thế nào? Sau cuộc nội chiến thì tất cả nô lệ da đen đều được giải phóng, trở thành người tự do. Tuy nhiên thì không phải tất cả bọn họ thì đều được quyền bỏ phiếu, chỉ có những người da đen là nam thì mới được bỏ phiếu thôi. Nhưng bản thân cái quyền bỏ phiếu này cũng bị rất là nhiều giới hạn, như là nhiều bang họ áp dụng những cái như là bài test, bài kiểm tra về tôn giáo, bài kiểm tra khả năng đọc viết. Ví dụ những người mù chữ thì sẽ không được quyền bỏ phiếu. Những cái giới hạn như vậy đã làm giảm rất là nhiều cái khả năng tiếp cận của người da đen. Cho đến tận thế kỷ 20 thì người da đen vẫn không được học chung trường học, vẫn không được sử dụng chung những cái dịch vụ công cộng như là đi xe buýt, hay là không được vào chung những cái nhà hàng, quán ăn hay khách sạn. Như vậy là vẫn còn rất là nhiều những cái rào cản đối với người da màu trong cuộc sống hàng ngày. Thế thì đến bao giờ những cái đó nó mới bị xóa bỏ? Phải đến những cái khoảng những năm 1960, 1970 thì những cái giới hạn đó mới được dỡ bỏ nhờ một cái phong trào gọi là Human Rights Movement, phong trào vì quyền con người, mà gương mặt nổi bật nhất là mục sư Martin Luther King. Chắc là nhiều người cũng đã từng nghe cái bài phát biểu rất là nổi tiếng của ông là I Have a Dream. Thì cái bối cảnh của những năm 1960, cái phong trào vận động dân quyền này của người da đen nó có liên quan khá là mật thiết đến chiến tranh Việt Nam. Có thể nói là cái phong trào phản chiến và phong trào đấu tranh vì dân quyền nó diễn ra song song đồng thời, và nó đã làm cho xã hội Mỹ thay đổi rất là nhiều, gây sức ép khiến cho chính quyền Mỹ, quốc hội Mỹ phải thông qua hai cái đạo luật chính. Một là Human Rights Act, hai là Voting Rights Act. Thì cái Human Rights Act thì nó sẽ cấm kỳ thị chủng tộc,
như nói ở trên, nên là trước cái thời điểm năm 64 này, người da đen không được học cùng trường với người da trắng, không được đi cùng xe buýt. Đến năm 1964 thì cấm tất cả những hành vi trên. Đến năm 1965 có thêm Voting Rights Act, bắt đầu cho phép phụ nữ da màu đi bỏ phiếu. Thì đấy là hai cái thắng lợi lớn nhất của cái Human Rights Movement này. À đúng rồi, nói về phong trào đấu tranh của thời kỳ này ấy, thì có một cái bộ phim tài liệu tên là No Vietnamese Ever Called Me Nigger năm 1968 của đạo diễn David Wise, tạm dịch là Không Người Việt Nam Nào Từng Gọi Tôi Là Nigger. Thì bộ phim này nói về cuộc biểu tình của người da đen ở trước cửa trụ sở UN chống chiến tranh Việt Nam. Bởi vì trong cái thời kỳ này, người da đen bị bắt ra tiền tuyến rất là đông, để rồi họ chết ở chiến trường Việt Nam hoặc là trở về trong đói nghèo, thay vì là được đón chào như những cái người đã chiến đấu vì đất nước. Thêm một ý nữa là hai cái phong trào đấu tranh vì nhân quyền và đấu tranh phản chiến khoảng những năm 60-70 này ở Mỹ chính là cái nguồn gốc cho cái thể loại nhạc hip hop. Thì như các bạn thấy, hip hop nó là cái gì đó rất là sáng tạo, rất là phá cách. Nó chính là tinh thần của hai cái phong trào đấu tranh đó, muốn xóa bỏ những cái rào cản, những cái định kiến của xã hội. So fly with your sweet honey buns. You was there when the money gone. You be there when the money comes. Off top, I can't lie, I love to get blow. Get my little sugar, I'm your little chulo. And every time we kick it, it's all to the groovy. Treat you like my sticky icky or my sweet.